Trước đây con từng quy y Tam Bảo tại thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Bây giờ con muốn quy y lại chùa Nam Tông thì phải làm thế nào? Bên chùa Nam Tông có cho quy y Tam Bảo không và quy y vào thời điểm nào? Hiện tại thì sư cho quy y ở trong các cái khóa tu. Cho nên là khi mà quý vị muốn quy y á, thì đến bàn ban tổ chức đăng ký. Thì như vậy là sư sẽ cho ghi cái tên lại. Rồi sau đó sẽ làm cái buổi quy y cũng ngắn gọn đây cho quý vị. Thì dự định là chút nữa tụng kinh xong thì sẽ quy y và cũng phát cái chứng điệp quy y. Cái chứng điệp á, nó mang ý nghĩa là kỷ niệm là nhiều. Chứ còn điều quan trọng là mình thật sự mình nương tựa nơi Đức Thế Tôn và mình thực hành theo cái hạnh của Ngài. Nó cũng giống như á, là quý vị gọi là nam nữ mà cưới nhau thì cái tờ giấy đăng ký kết hôn thì nó mang tính là thủ tục hành chánh thôi. Chứ còn mà hạnh phúc hay khổ đau là do sống với nhau như thế nào chứ không phải do cái tờ giấy.